Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel Phân Lý Tư Phi. Tiếp tục với phần cuối cùng của video phân tích One Piece Chapter 1053, và đây cũng chính là phần quan trọng nhất. Đây là hình ảnh khu vực Udon 20 năm trước, thời điểm diễn ra trận quyết chiến giữa Kozuki Oden cùng Cửu Hồng Bao với bang hải tặc bách thú của Kaido. Nhìn từ đằng xa có thể thấy, mặc dù những công xưởng đã mọc lên, nhưng khu vực Udon vẫn là một nơi với những cánh rừng rậm rạp. Dù vậy thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Udon biến thành một nơi cho ăn đá gạn sỏi sau trận quyết chiến, khi mà ngọn lửa của Kaido bách thú đã thiêu rụi những cánh rừng ở đây. Ngọn lửa đã cháy suốt 5 ngày 5 đêm cho tới khi có mưa xuống. Udon chính thức trở thành một hoang địa trong suốt 20 năm qua như những gì chúng ta đã thấy. Thế nhưng một lần nữa, nơi đây lại thay đổi theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp. Và đó chính là khung cảnh mà bạn đang thấy đây. Một Udon với những cánh rừng rậm rạp một lần nữa quay trở lại với đất nước Wano. Điều này không chỉ trực tiếp cải tạo lại môi trường sống mà nó còn gián tiếp giúp người dân quên đi cái quá khứ bị thương cầm kẹp do Orochi và Kaido gây ra. Về cơ bản thì nó sẽ giúp cho vùng đất Udon thay đổi từ gốc rễ của vấn đề. Và câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào mà vùng đất Udon lại có một sự lột xác đáng kinh ngạc như vậy chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi? Và tất cả là nhờ vào đô đốc Ryokugyu với năng lực trái ác quỷ chưa biết tên cũng như chưa biết hệ. Khung tranh này có thể thấy không chỉ có cây cối rậm rạp bám vào đá khiến Udon giống như một tàn tích, mà Ryokugyu còn dùng chúng như những cây cọc nhọn để đâm xuyên qua người bọn lính lác bằng bách thú. Và hình ảnh này làm tôi nhớ tới khoảnh khắc Doflamingo dùng tơ bọc Haki điên cuồng giết chóc. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất đó là những kẻ bị bọn lục đâm xuyên người cơ thể đều bị teo tóp heo quét lại, rõ ràng đó là dấu hiệu của việc cơ thể bị bọn rút hút sạch chất dinh dưỡng. Và không chỉ bọn lính lác mà thật bất ngờ khi ngay cả hai Okanban mạnh nhất bằng bách thú là King và Queen, những kẻ có mức tiền truy nã hơn 1.300.000.000 Bailey, cũng dễ dàng bị Đô đốc Ryokugyu đâm xuyên người hút sạch chất dinh dưỡng. Và bạn có thấy điều gì thú vị không? Trước đó trong SBS 96, một độc giả đã hỏi Queen mà ốm thì trông như thế nào, và Oda đã miêu tả điều đó bằng một hình ảnh Queen ốm yếu đầy thú vị. Và giờ thì Queen đã thật sự ốm yếu, nhăn nheo và nua sau khi bị rút sạch chất dinh dưỡng. Điều đó khiến cho Queen cảm thấy bị sốc vì cơ thể hắn ta thuộc lại không thể nào ốm được. Ngươi đùa ấy hả? Ta mà bị lũ chư hi chúng mày hạ thì đâu còn thể diện gì nữa. Hải quân đâu có rảnh mà đi dọn dẹp chiến trường cho chúng mày. Đúng như ta dự tính, chúng mày thật là. Dù chưa nói hết câu nhưng tôi nghĩ sẽ là đúng như dự tính, chúng mày thật là thảm hại. Không có gì bất ngờ khi sức mạnh của một đô đốc vượt trội hơn một chư hi dưới trướng tứ hoàng, bởi các đô đốc chính là trụ cột sức mạnh của hải quân, là những người bảo vệ trực tiếp cho các thiên long nhân. Tất nhiên là đa số chứ không phải tất cả, bởi tôi vẫn tin rằng không phải ngẫu nhiên mà đô đốc Kizaru phải giơ hai tay đầu hàng khi bị Ben Batman chĩa súng 2 năm trước, hay Marco dễ dàng đỡ đòn tấn công ánh sáng rồi phản đòn đô đốc Kizaru. Đồng thời trước đó chúng ta cũng đã thấy khi đối đầu với King và Queen, phương hoàng Marco than thở rằng kiềm chân hai đối thủ có mức tiền truy nã trên 1.000.000.000 Bailey là không dễ dàng chút nào, và cử tri đồ một bang hải tặc râu trắng không phải là một kẻ yếu. Bỏ qua Queen bình dịch thì chúng ta cũng đã thấy King nhỏ hoàng có sức mạnh đáng nể như thế nào khi kết hợp năng lực sức mạnh trái quỷ doanh của đại Tyrannodon với sức mạnh của chủng tộc Lunaria. Và ý tôi muốn nói rằng nếu chỉ nhìn vào hình ảnh đô đốc Ryokugyu dễ dàng tấm cổ hút sạch chất dinh dưỡng của King và Queen mà đánh giá thấp sức mạnh của hai Okanban này, đồng thời nói rằng một đô đốc dễ dàng làm gỏi được hai Okanban mạnh nhất dưới trướng tứ hoàng Kaido, thì tôi nghĩ nó chưa chính xác cho lắm. Bởi nếu nhìn một cách tổng quát thì hai Okanban King và Queen là những bại tướng dưới tay Zoro và Sanji. Cả hai đều bị thương rất nặng, rất thảm khi King bị Zoro chém gãy cánh lẫn gãy kiếm, còn Queen thì bị Sanji tung liên hoàn cước trong trạng thái mạnh nhất, phóng nổ nhất. Và mặc dù trận chiến đã trôi qua được 7 ngày, cũng như cả hai sở hữu sức mạnh doanh cổ đại phục hồi được nhanh hơn, nhưng nhìn cái đầu băng bó của King với cơ thể bị băng bó của Queen thì đủ hiểu cả hai chưa thể nào khôi phục lại được thể trạng ban đầu. Nhưng đó chưa phải là mấu chốt vấn đề. Mấu chốt ở đây đó là khả năng rất cao, nếu không muốn nói là chắc chắn, King và Queen cùng binh lính bạch bách thú đã bị các samurai nhốt ở ngục Udon. Và với việc King và Queen đều ăn trái ác quỷ thì rõ ràng cả hai luôn bị đeo còng đỏ biển giống như Luffy với Kid trước đó. Vẫn đủ sức vận động tay chân, đi bộ tập thể dục, thư giãn uống cà phê sáng, nhưng để dùng năng lực sức mạnh trái ác quỷ thì rõ ràng là không. Vậy nên công việc của Đô đốc Ryokugyu khi xuất hiện tại Udon này là rất nhẹ nhàng, không tốn một giọt mồ hôi. Còn nếu King và Queen trong tình trạng sung sức giống như lúc đấu với Marco thì trạng chết chúa của Mạng Hà, chứ không phải là dễ dàng như chúng ta đã thấy. Trên hết thì tại sao Đô đốc Ryokugyu lại biết các thành viên bang bách thú đang bị nhốt ở Udon mà tới đây tấm gọn mẻ lưới? Nếu các bạn còn nhớ thì X-Ray là một đặc vụ ngầm của hải quân đã trà trộn vào bang bách thú từ 2 năm trước, và cũng đã 7 ngày trôi qua chưa có tin tức gì. Vậy nên tôi tin chắc rằng chính X-Ray là người đã cung cấp thông tin cho Ryokugyu. Đồng thời theo cái cách mà Ryokugyu nói trong cây cú, cho thấy hải quân nói riêng hay chính quyền thế giới nói chung đã mong một chiến thắng của liên minh hai tứ hoàng Big Mom Kaido trước liên minh Luffy. Và điều đó cũng là mong muốn của nhóm CP0. Bởi nếu chẳng may hai tứ hoàng bị hạ bệ thì chẳng biết điều khủng khiếp nào sẽ đến với thế giới này nữa. Nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, điều đó đã thật sự xảy ra. Vậy là kể từ lần đầu tiên xuất hiện ở chapter 905 với một câu nói bất hủ: nếu có một cô đào nào đó xinh đẹp ở đây để sẵn sàng bóng cho tôi một thìa khi tôi nói a thì tôi sang liền. Nhưng thật sự ăn uống là phiền phức, vì thế đã 3 năm rồi tôi không thể mang miếng nào. Thì chúng ta cũng đã thấy được nhân dạng thật sự của Đô đốc Ryokugyu là như thế nào, mặt mũi, tướng mạo ra sao. Và nếu có một cô đào nào đó thật sự xuất hiện, dù có là hải tặc đi chăng nữa thì cũng hy vọng Ryokugyu vui vẻ há miệng ăn, chứ đừng dùng cái cách đầy kinh dị như với King và Queen. Trước đó trong SBS 57, Oda đã xác nhận việc ba đô đốc thời bấy giờ là Kizaru, Akainu và Aokiji được ông lấy hình mẫu dựa trên ba diễn viên nổi tiếng người Nhật Bản. Cụ thể,
Aokiji được lấy tưởng dựa trên diễn viên Yusuke Matsuda. Kijiro được lấy tưởng dựa trên diễn viên Kunie Tanaka. Còn trái đỏ Akainu là diễn viên Bunta Sugawara. Ở FDF-74, Oda cũng đã xác nhận việc ngoại hình của Dorok Fujitora dựa trên diễn viên quá cố Shintaro Katsu. Cụ thể hơn là vai Zatochi, một kiếm sĩ mù. Vì thế với khuôn mặt của bà Lục thì gần như chắc chắn vị Dorok này được Oda tạo hình dựa trên diễn viên người Nhật nổi tiếng Yoshio Harada. Đặc biệt hơn nữa là trong bộ phim Ronin Gai năm 1990, có sự xuất hiện của cả ba diễn viên được Oda lấy tưởng cho ba Dorok ở hiện tại là Kijiro Fujitora và Ryo Kugyu. Thú vị hơn nữa là trên người Ryo Kugyu có một hình xăm với nội dung là dòng chữ Tử xuyên tâm trung, hàm ý là cùng chết trên dòng sông. Đồng thời thì cũng giống như các Dorok trước đó, chúng ta cũng đã biết tên thật của Ryo Kugyu là gì, và đó là Aramaki. Khả năng cao là người trẻ tuổi nhất trong số ba Dorok. Hiện tại Fujitora 54 tuổi, còn Kijiro là 58 tuổi. Và nếu so với các Dorok thế hệ cũ hay Fujitora và Kijiro thì dễ thấy Aramaki có phong cách phóng khoáng hơn rất nhiều. Khi mặc mỗi chiếc áo tròn của hai quân, không thể mặc áo, quần thì cũng rất màu mè hoa lá hẹ với các họa tiết cánh hoa. Về năng lực sức mạnh cũng như trái quỷ của Dorok này như thế nào thì chút nữa tôi sẽ nói cụ thể hơn trong phần cuối cùng của video. Còn ngay lúc này có thể thấy Aramaki đã liên lạc với nhóm chiến hạm chính quyền thế giới do Rusty dẫn đầu đang ở Wano để điều một chiến hạm tới đây. Tất nhiên là để hút trọn ổ tàn quân bang bách thú này, bao gồm cả King và Queen. Điều này có nghĩa King sẽ một lần nữa bị chính quyền thế giới bắt giam và trở thành chuột bạch cho các thí nghiệm giống như trong quá khứ hay như thế nào. Thật sự khó đoán và tôi cũng không muốn thấy viễn cảnh đó, bởi dù thế nào thì King cũng là tộc nhân cuối cùng của chủng tộc Lunaria, chủng tộc từng được gọi là thần và sống trên đỉnh Red Line. Vậy làm cách nào để King thoát khỏi cảnh bị chính quyền thế giới bắt giam đó? Nếu bạn để ý thì ở nhà tù Udon này chỉ có tàn quân bang bách thú cùng với hai Okanban, King và Queen, còn không hề thấy Zack Hạn Hán hay là các Tobi Rubble khác như là Utsu, Sasaki, Black Maria hay là GM UTB1. Và tôi không biết là Oda muốn lược bỏ qua bọn họ hay thật sự còn có một lý do nào khác, chẳng hạn như chính nhóm này sẽ giải cứu King và Queen. Dù thế nào thì cũng rất hy vọng nó sẽ xảy ra trong chapter sau. Và có vẻ như Ryo Kugyu đang hành động theo ý của mình chứ không theo mệnh lệnh từ cấp trên, khi yêu cầu cho đầu dây bên kia là đừng có báo cáo về cho Akainu, bởi vì Dorok này muốn tạo ra một sự bất ngờ cho thần tượng của mình, chính là người đứng đầu lực lượng hải quân Thủy sư Dorok Akainu. Đây là một thông tin thú vị và cũng rất bất ngờ. Tôi yêu quý con người ấy, con người có chính nghĩa tuyệt đối. Nếu mà ta bắt được thằng nhóc này thì chắc hẳn sẽ được khen. Và trên tay Ryo Kugyu là tấm truy nã của Luffy Murom. Điều này có nghĩa chúng ta chưa biết yêu cầu của cấp trên cho Ryo Kugyu khi tới Wano là gì, nhưng chúng ta đã biết mục tiêu hiện tại của Dorok này là gì, và đó chính là lấy đầu Luffy Murom. Và mục đích cho việc đó chỉ đơn giản là muốn có được một lời khen từ Akainu. Hai năm trước ở trận chiến thượng đỉnh Marineford, chúng ta đã thấy Akainu hành động một cách quyết đoán như thế nào. Từ việc thẳng tay giết một lính hải quân khi muốn bỏ trốn, hay thậm chí là Kobe cũng suýt chết dưới tay Akainu nếu không có sang tóc đỏ. Nhưng ấn tượng nhất phải là việc Akainu làm một cách bằng mọi giá phải giết cho bằng được Luffy Murom. Sau khi hạ sát A thì Akainu vẫn không ngừng truy đuổi Luffy. Và một phân cuồng Akainu như Ryo Kugyu thì chắc chắn không thể nào không biết những giai thoại đó. Nó có nghĩa là gì? Có nghĩa Ryo Kugyu cũng sẽ có một sự máu lạnh giống như Akainu. Và ngay tại Wano này, khi Ryo Kugyu đã xác định được việc cần phải làm thì sẽ làm cho tới nơi tới chốn, chứ không hành động nửa vời, tức là sẽ cố gắng lấy đầu của Luffy cho bằng được, còn không thì sẽ để lại cái đầu của mình ở Wano. Rõ ràng Luffy không chết thì Ryo Kugyu sẽ chết. Và giờ chúng ta cũng đã hiểu lý do vì sao Ryo Kugyu lại tới Wano chứ không phải là Fujitora. Dù Akainu đã ra mệnh lệnh cho vị Dorok này không bắt được Luffy thì đừng có về nhà, hay Kijiro dù năng lý văn sinh cũng không được đi. Và tôi sẽ nói cụ thể hơn về hành động cũng như sự tự tin của Ryo Kugyu trong phần tiếp theo của video. Còn ngay lúc này thì ở Hado, đại tiệc đang diễn ra vô cùng hành tráng với màn tấu hài cực đỉnh của Luffy. Và một lần nữa, cậu ta khiến tôi bắt giác bật cười theo kiểu rất thích thú, cực kỳ thích thú. Bởi bên trong cái khuôn mặt ngây ngô có phần ngô ngố ngu ngơ kia là một sự tinh tế đến tuyệt vời. Đừng có cho mọi người biết về anh, vì anh không muốn làm anh hùng. Đó là những gì mà Momonosuke mỉm cười nhớ lại khi nhìn vào hình ảnh Luffy đang vui vẻ hòa đồng nhảy múa với những người dân Hado theo một cách rất gần gũi, rất tự nhiên. Để bữa tiệc này là dành cho tất cả, chứ không phải là dành riêng cho Luffy hay dành riêng cho một ai khác. Với điều này thì chúng ta cũng đã biết vì sao những người dân ở nông trại Thiên Đường chỉ biết rằng người đã đánh bại cái đô bách thú là một chiến binh có tên là Choy Boy, chứ không hề biết Choy Boy chính là cậu nhóc Luffy Murom chỉ mới 19 tuổi. Và nó cũng làm tôi nghĩ rằng Choy Boy là một cái danh xưng chứ không phải là tên thật của một người ở vương quốc cổ đại. Trên hết thì nếu bạn xem One Piece đủ lâu sẽ nhận ra đây không phải là lần đầu tiên Luffy không muốn làm anh hùng, là một người vĩ đại. Mở Dressrosa, Luffy cũng đã từng cự tuyệt việc mọi người gọi mình là ông trùm, một bố già, một người vĩ đại. Bởi đối với Luffy thì cậu ta không thích quyền lực, cậu ta chỉ thích thịt và thích sự tự do. Đó là kim chỉ nam mang tính nhất quán của Luffy xuyên suốt từ lúc nhỏ cho tới giờ. Và rõ ràng cũng giống như thánh cuồng Bartholomew, Momonosuke đã yêu quý, ngưỡng mộ Luffy, thì với hành động đó, sự yêu quý ngưỡng mộ sẽ tăng thêm gấp bội. Khung tranh này có thể thấy, Kick đã chạy tới chỗ Luffy, định nhảy lên cho Luffy một đấm, nhưng chưa kịp thì đã bị Luffy lấy tay quấn cổ kéo lên quẩy cùng. Luffy thì cười tươi như nhặt được vàng, còn Kick thì cay cú như bị táo bón.
Còn đây là một khung cảnh tuyệt vời với Kid và Luffy là tâm điểm. Xung quanh là những chiếc trống tay cô khổng lồ cùng với tất cả năng lực ăn mừng chiến thắng. Và điều làm tôi chú ý nhất đó chính là khung tranh của Kinemon rất nổi bật. Trước đó chúng ta đã thấy Tsuru tự nhận mình đang trộm thức ăn. Điều này khiến cho cả thị trấn phế thải Okobore bị hôi đêm thiêu rụi. Chúng ta cứ nghĩ Tsuru vợ của Kinemon đã chết. Nhưng tới lúc này thì mọi thứ đã sáng tỏ. Tsuru vẫn còn sống và Kinemon đã gặp lại vợ của mình sau 20 năm trời dài đằng đẵng. Tất nhiên 20 năm là với Tsuru, còn với Kinemon thì chỉ mới đây. Và điều này dẫn tới việc 41 năm trước thì Kinemon lớn hơn Tsuru 1 tuổi. Nhưng ngay lúc này thì Kinemon nhỏ hơn vợ mình tới 19 tuổi. Khi Tsuru đã 55 tuổi, còn Kinemon thì vẫn là một thanh niên 36 tuổi. Dù sao thì vợ chồng tương phùng là vui lắm rồi. Kinemon thật sự may mắn hết phần của thiên hạ. Còn Neko Mamushi thì tôi không biết Oda vẽ nhầm hay là cố ý. Nhưng ngay lúc này thì vua mèo của tộc Minh đang sử dụng cả hai tay. Và liệu Inurashi có đi lại bàn cả hay chăng? Khung tranh này có thể thấy thành viên của bang Kick và bang Hurt cũng đang quẩy rất sung, nhưng Law thì không thấy đâu. Phải chăng Law đang đi đánh lẻ tới chỗ Robin và Kozuki Tsukizuki đang đứng trò chuyện hay như thế nào? Tạm thời gác chuyện đó sang một bên mà chú tâm vào Kick với Luffy. Dẹp hết mấy cái nhảm nhí này đi, nhìn xem, ta tới giết người đây. Cùng với đó là hành động hắt tay khiến Luffy có phần ngỡ ngàng ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ 3 giây sau, thái độ, cảm xúc của Luffy đã thay đổi, chuyển sang sốc, kinh ngạc, phấn khích tột độ tới mức lòi cả mắt. Vậy đó là thông tin gì mà lại khiến Luffy sững cả người, nổi cả da gà như thế kia? Và đó là bởi cái mức tiền truy nã 3 tỷ Belly. Nhưng đặc biệt hơn tất thảy là cùng với Bất Kỳ hệ siêu sao, thì Luffy Murom chính là tầng tư hoàng của biển cả, thế chỗ của Big Mom Kaido, hai đại hải tặc thuộc thời đại cũ. Điều này có nghĩa ở hiện tại thì bốn tư hoàng của biển cả bao gồm Sai Tóc Đỏ, Big Dragon Đen, Bất Kỳ hệ siêu sao và Luffy Murom. Trước khi phân tích lý do vì sao Bất Kỳ lại trở thành tầng tư hoàng chứ không phải là Kid hay Law, thì tôi muốn nói về Luffy, về lý do tại sao Luffy trở thành tầng tư hoàng, thế chỗ của Kaido, Big Mom. Cả Luffy cùng Kid và Law đều có mức tiền truy nã là 3 tỷ Belly. Nhưng sự khác biệt lớn nhất cũng có thể xem là một sự bù đắp của Oda dành cho Luffy, đó chính là danh xưng tư hoàng. Và như tôi đã nói, có thể đó là ý định của Ngũ Lôi Tinh, bởi Kid rất muốn hạ bệ tư hoàng để sau đó là chém trễ ngồi lên ngôi vị vua hải tặc. Và đó là lý do vì sao Kid đã lập liên minh để lật đổ Sang Tóc Đỏ nhưng bất thành. Và chúng ta cũng đã thấy Kid hổ báo cáo trùng như thế nào khi chạy một mạch từ cảng Tokage ở Udon tới Hòa Đô chỉ để gặp và đấm Luffy Murom. Rõ ràng Kid vô cùng cay cú với việc Luffy trở thành tư hoàng, và đó là điều mà Ngũ Lôi Tinh mong muốn, mượn con dao mang tên Kid để giết Luffy. Dù vậy thì cũng phải nói rằng mặc dù có mức tiền truy nã là ngang nhau, nhưng không thể phủ nhận vai trò tầm ảnh hưởng của Luffy Murom lên thế giới hải tặc trong One Piece là lớn hơn Kid và Law rất nhiều, một trời một vực. Bởi Luffy không chỉ mạnh mà anh em của Luffy cũng rất đông, nếu liệt kê đầy đủ thì cũng phải mất cả ngày. Chẳng hạn như hạm đội Murom với hơn 5.600 thành viên. Còn Kid và Law thì sao? Chỉ có duy nhất các thành viên trong bang hải tặc của mình, ngoài ra không còn gì khác. Chưa kể tới việc Kid đi đâu cũng gây thù chuốc oán, không phải với hải quân mà là với người dân ở sơ tại. Còn Luffy đi tới đâu thì có thêm bạn, có thêm đồng minh tới đó. Từ vương quốc Alabasta cho tới đảo người cá, rồi Red Rosa và giờ là Wano. Rõ ràng sự bành trướng thế lực của Luffy là rất lớn. Đó là một con sông ngầm vô cùng nguy hiểm đối với những bang hải tặc khác, hay hơn cả là chính quyền thế giới. Thậm chí nếu bạn còn nhớ thì sự bành trướng của Luffy Murom còn kinh khủng tới mức thánh cùng Bartholomew tới hòn đảo thuộc khu vực cai quản của Sang Tóc Đỏ, đốt cửa bang hải tặc Tóc Đỏ, ép người dân mua đồ lưu niệm của bang hải tặc Murom. Tất nhiên là Luffy không hề biết chuyện đó, nhưng nó cho thấy vì Luffy họ có thể làm bất cứ điều gì, đi tới bất cứ nơi đâu, và đó là điều mà Kid và Law không thể nào làm được. Trên hết thì trước khi Kaido Big Mom bị đánh bại, Sang Tóc Đỏ là tư hoàng trẻ tuổi nhất khi chỉ mới 39 tuổi, nhưng ngay lúc này danh hiệu đó đã thuộc về Luffy Murom, một cái tặc trẻ lên ngôi tư hoàng khi chỉ mới 19 tuổi. Đồng thời thì Luffy cũng là tư hoàng có mức tiền truy nã cao thứ hai ở hiện tại, chỉ đứng sau Sang Tóc Đỏ với 4.048.900.000 Belly. Rõ ràng ngay lúc này dù còn rất trẻ, nhưng thực lực của Luffy cùng với bang Murom là không hề tầm thường chút nào, thật sự rất đáng gờm. Trước đó tôi đã nói về việc trước khi kết thúc Aquano, giữa Kid với Luffy sẽ xảy ra một va chạm nhỏ, và có lẽ nó sắp trở thành hiện thực. Còn Bất Kỳ hệ siêu sao thì như thế nào? Việc cựu thất vua hải này trở thành một tư hoàng thật sự là một đại địa chấn. Vậy điều gì đã khiến Bất Kỳ trở thành tân tư hoàng của biển cả? Tôi sẽ có một video dành riêng cho Bất Kỳ, vì thế tôi chỉ đánh giá một cách tổng quan chứ không đi sâu vào chi tiết. Đầu tiên phải nói rằng, mặc dù đã trở thành tư hoàng nhưng tôi không đánh giá cao sức mạnh của Bất Kỳ hệ siêu sao. Một cái tạc chỉ có mức tiền truy nã là 15 triệu Belly, có thể nó đã được thay đổi. Và Bất Kỳ cũng chính là một bại tướng dưới tay Luffy lúc còn ở Biển Đông. Và Bất Kỳ không những không mạnh mà còn được cái là rất nhát gan, vô cùng yếu ong vía. Tới mức khi biết Bucky là hải tặc tập sự trên tàu với hải tặc Cody Roger, là bạn của tướng hoàng Sang Tóc Đỏ, Ivan Cole đã thốt lên rằng: "Chà chà, có vẻ như con tàu nào cũng phải có vết nhơ nhỉ." Như vậy thì ở khía cạnh khác, Bucky hệ siêu sao chính là một thiên tài, giống như việc Luffy là một thiên tài trong chiến đấu. Vậy sự đáng sợ, sự thiên tài của Bucky nằm ở đâu? Đó chính là cái lưỡi không xương trăm đường lét léo, cùng với một cái đầu vô cùng tinh ranh, biết tính toán, biết chớp thời cơ để đem về lợi ích cho bản thân. Và đôi khi là cũng rất ngu ngơ, nhưng những ngu ngơ đó là theo kiểu rất may mắn. Sinh viên rất hiếm khi khen ai, nhưng một khi đã khen thì người đó thật sự có tài năng. Và Bất Kỳ hệ siêu sao đã có được lời khen của Sinh viên. Dường như cái đó cũng có tài năng của riêng mình.
Đó là những lời nhận xét có cánh dành cho Bucky khi chứng kiến cựu hải tặc tập sự trên tàu vua hải tặc Connie Roger. Dùng cái miệng với một chút tinh ranh đã lôi kéo được rất nhiều tù nhân tầng 1, tầng 2 ngục Emerald. Những kẻ có mức tiền truy nã đều cao hơn của Bucky 15 triệu Bailey. Rõ ràng Bucky không mạnh, thậm chí là yếu với tàu hầy, nhưng được cái là anh em của Bucky thì lại rất đông. Và Bucky cũng biết lợi dụng trận chiến Marineford để khuếch trương thân thế khi cố gắng livestream trận chiến. Để rồi sau đó Bucky chém trễ ngồi vào vị trí thấp vua hải. Đồng thời còn lập ra một công ty phân phối hải tặc với một công ty vận tải Bucky. Rõ ràng sau khi Doflamingo bị Luffy đấm sấp mặt định cư ở tầng 6 ngục Emerald, thì Bucky đã trở thành trùm cuối trong thế giới ngầm với mạng lưới chân rết vô cùng lớn, chi phối một hoạt động ngầm trong thế giới One Piece. Công ty phân phối hải tặc dễ hiểu hơn thì đó là một công ty lính đánh thuê, có nghĩa không chỉ quân số rất đông mà những kẻ này còn rất mạnh. Và Bucky là chủ tịch, rõ ràng quyền uy, sức ảnh hưởng của Bucky là rất lớn. Và theo tôi, đó là lý do cốt yếu để chính quyền thế giới chọn mặt cưới vàng đưa Bucky lên làm tứ hoàng. Dù thế nào thì với việc Bucky đã trở thành tân tứ hoàng của biển cả, có nghĩa hàm đội hải quân do Fort Rock Stanley dẫn đi truy bắt Bucky đã bị xóa sổ. Đó là điều có thể khẳng định. Và tôi hy vọng sẽ sớm được biết rõ hơn về điều này. Bucky đã chạy trốn bỏ mặc anh em ở lại chiến đấu, hay sau một hồi lâu suy nghĩ thì Bucky đã ở lại và đánh bại nhóm chiến hạm này? Rất tò mò. Trên hết thì dường như Oda đang ý ấp mở việc Luffy và Bucky trở thành tứ hoàng từ rất lâu, ngay trong trang bìa của One Piece Vol 25, khi cả Shanks, Rodan, Bucky và Luffy đều xuất hiện một cách rất nổi bật. Nhưng đó chưa phải là tất cả, Oda còn ấn ý rất nhiều điều thú vị khác khi mà trong chapter cuối cùng của Vol 25, chapter 236, băng hải tặc Rodan đã truy đuổi băng Murom với tờ truy nã 100 triệu Bailey của Luffy trên tay. Điều này có nghĩa là gì? Rất rõ ràng, ngay lúc này băng Rodan đã có hành động và cũng giống như 2 năm trước thì băng hải tặc Rodan sẽ sớm nhắm tới băng Murom của Luffy. Nhưng trên hết thì tôi còn chú ý tới việc đây cũng là chapter mở đầu cho hành trình khám phá đảo trên trời Skypiea của băng Murom. Ý chí của đi là thiên địch của chúa trời, Luffy cùng với băng Murom tiến lên Skypiea. Nó cũng rất trùng khớp với việc sau ác Wano này, sau khi trở thành tư hoàng, thế lực mà Luffy nhắm tới không ai khác đó chính là chính quyền thế giới với Im và Ngũ Lôi Tinh. Và trong khi Luffy cùng với Kick với tất cả mọi người đang xóa ở Hoa Đô, thì Rock Ryokugi với tờ truy nã Luffy trên tay đang chậm chậm tiến về nơi này. Và trái ngược của Luffy thì sắc mặt của Ryokugi vô cùng đăm chiêu khó chịu, bởi ngay lúc này hải quân không có tâm trạng để vui vẻ khi mà thế giới ngoài kia đang loạn cả lên. Đầu tiên là với việc thế giới ngoài kia đang loạn cả lên có nghĩa là gì? Có nghĩa trong khi liên minh Luffy đang đấm nhau với hai tứ hoàng Big Mom Kaido ở Wano thì ngoài kia quân cách mạng với chính quyền thế giới đã xảy ra những trận chiến khô máu. Đó là còn chưa kể tới những hành động của bang tóc đỏ với bang râu đen hay những gì đang xảy ra ở vương quốc Alabasta. Tất cả điều này khiến cho hải quân không thể nào tập trung sức mạnh để giải quyết triệt để một vấn đề mà phải dàn trải lực lượng mỗi đô đốc đi giải quyết một vấn đề, và đó đều là những vấn đề lớn, thậm chí là rất lớn. Và đô đốc Ryokugi chính là người được chọn để giải quyết những vấn đề phát sinh tại Wano quốc này. Và liệu chỉ với sức của một mình vị đô đốc này thì có làm nên trò trống cống rãnh gì không, khi mà ở Wano lúc này không chỉ có mỗi tư hoàng Luffy Murom mà còn rất nhiều cái mạnh khác. Chúng ta chưa thấy một trận đấu thật sự giữa một tư hoàng với một đô đốc hải quân. Tất nhiên là không thể tính trận chiến giữa râu trắng với Akainu, bởi lúc đó râu trắng đô tuổi xế chiều với quá nhiều bệnh tật trong người. Và tôi tin chắc rằng ngay tại Wano quốc này chúng ta sẽ lần đầu tiên được chứng kiến một trận chiến khô máu giữa tư hoàng với đô đốc hải quân. Ryokugi muốn lấy đầu Luffy, còn Luffy thì chưa bao giờ từ chối một trận chiến nào. Huống hồ chi Ryokugi rất thần tượng Akainu, người đã giết chết A, anh trai kết nghĩa tuyệt vời của Luffy. Có nghĩa bằng cách này hay cách khác thì giữa tư hoàng Luffy với đô đốc Ryokugi cũng sẽ xảy ra một trận quyết chiến. Nhìn vào cái cách Ryokugi thông dong tiến về thủ đô Hoa với điếu thuốc phì phèo trên miệng, có thể thấy vị đô đốc này rất tự tin vào sức mạnh của mình. Chúng ta có thể xem đó là một sự tự tin có phần thái quá, nhưng đó cũng là điều dễ hiểu, bởi đô đốc chính là trụ cột sức mạnh của hải quân chứ không phải là hạng tơ tép. Vậy sức mạnh của Ryokugi này có gì đặc biệt? Nhìn dưới chân Ryokugi, những nơi vị đô đốc này đi qua đều mọc hoa và có dại. Rõ ràng Ryokugi đã thức tỉnh được năng lực sức mạnh của mình. Và nó rất tương đồng với cái cách Doflamingo biến mọi thứ xung quanh thành tơ, Katakuri biến mọi thứ xung quanh thành mochi, hay Luffy biến mọi thứ xung quanh thành cao su. Vậy có nghĩa năng lực sức mạnh của đô đốc Ryokugi là của hệ Paramecia? Đúng như vậy, nhưng trái quỷ thì chưa hẳn là thuộc hệ Paramecia, bởi Luffy có thể biến mọi thứ thành cao su với năng lực sức mạnh đã thức tỉnh của trái quỷ Doan Thần Thoại. Và tôi cũng đã nói về sự đặc biệt của Doan Thần Thoại, đó là một khi đã thức tỉnh thì bên cạnh bản chất của một trái quỷ hệ Doan, nó còn cho phép người dùng sử dụng năng lực sức mạnh của một trái quỷ hệ Loza hay là hệ Paramecia. Có nghĩa gần như chắc chắn trái quỷ mà đô đốc Ryokugi sở hữu là một trái quỷ Doan Thần Thoại. Luffy là thần mặt trời Nika, Yamato là hộ thần Wano Quốc, và Ryokugi tôi nghĩ rằng chính là thần rừng, bởi năng lực của vị đô đốc này là của một thần rừng chính hiệu. Và cây thì dùng rễ để hút chất dinh dưỡng, điều này phải chăng cũng giống như năng lực sức mạnh của trái quỷ Shibo Shibo mà Smoothie đang sở hữu? Hút càng nhiều chất dinh dưỡng của con mồi thì cơ thể càng trở nên khổng lồ và sức mạnh thì cũng tăng lên rất nhiều. Hay Gekko Moria với trái quỷ Kage Kage, nhét càng nhiều bóng thì Moria càng trở nên khổng lồ, càng mạnh. Và tương tự như thế, toàn bộ chất dinh dưỡng trong người của King và Queen sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh của Ryokugi. Nếu thật sự như vậy thì thật sự nó quá đáng sợ. Và với cái cách xử lý tàn quân băng bách thú chỉ trong một nốt nhạc thì rõ ràng Ryokugi cũng có thể làm được điều tương tự với những kẻ cần phải bị loại bỏ ở Hoa Đô.
có quá nhiều con mồi cho Ryokugyu lựa chọn. Và bên cạnh các năng lực trái quỷ bá đạo thì dường như Haki vũ trang của Ryokugyu cũng rất đáng nể, khi vị đô đốc này đã truyền Haki vào đầu những sợi dây leo để dễ dàng hơn trong việc hút chất dinh dưỡng của King và Queen. Nó chẳng khác nào Doflamingo truyền Haki vào tơ, Katakuri truyền Haki vào cánh tay Mochi khổng lồ. Nhưng rõ ràng Haki vũ trang của đô đốc Ryokugyu ở cấp độ cao hơn một bậc. Bởi bên hông vị đô đốc này còn có một thanh kiếm, mà đúng hơn thì đó là một thanh hắc kiếm. Bởi nhìn vào thì tôi không nghĩ rằng đó chính là bảo kiếm. Điều thú vị đó là thanh kiếm của Ryokugyu không phải là một thanh katana như của Zoro hay của Fujitora, mà là một thanh Ninjato. Và Ninjato hay còn được gọi là Shinobi Katana là thanh kiếm thường được các ninja sử dụng mỗi khi hành sự. Kích thước và hình dáng của những thanh kiếm này được thiết kế một cách linh hoạt để cải thiện tính cơ động và công năng của một cách hợp lý so với thanh katana của các samurai. Điều này có nghĩa đô đốc Ryokugyu là một sát thủ thật sự chứ không phải là một samurai như Fujitora. Và bạn có thấy điều gì thú vị không? Cả đô đốc Fujitora và đô đốc Ryokugyu đều dùng kiếm nhưng theo hai trường phái hoàn toàn khác nhau. Và với việc cái địch là một kiếm sĩ thì liệu Zoro có giành lấy mục tiêu của Luffy hay không? Dù sao thì với tất cả điều này rất rõ ràng, giống như Doflamingo đã từng nhận định, Fujitora và Ryokugyu chính là những con quái vật thật sự. Trên đây là tất cả những gì tôi muốn nói về One Piece Chapter 1053 mới nhất đẹp dẫn này. Hy vọng anh em thích video, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.